sau bao nhiêu thời khắc anh đã lựa chọn và lựa chọn rằng nơi mảnh đất xóm dân quê Mộc Châu có một trái tim đang dường như cùng chung hành động với chúng tay. Như vậy hai con tim đang tập với nhau và họ nguyện rằng cứ gì chung mẹ chung cha chung một mái nhà chia sẻ niềm vui và là niềm vui hạnh phúc của họ và đã chọn cho mình một thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa để tổ chức đại lễ đại hôn hôm nay. Tôi thì thưa toàn thể quý vị thân mến, mà trong buổi trưa ngày hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi, gia đình của ông Lê Đình Quế và bà Trương Thị Mai có địa chỉ tại 63 Quỳnh Tâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An rất hân hạnh được kết tình tham gia cùng với gia đình họ nhà gái là ông Hồ Duy Thông và bà Nguyễn Thị Trình có địa chỉ tại xóm Phần B, Quỳnh Châu. Một tràng vỗ tay thật to để chào đón hai quan viên của gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Và sau giờ phút lãng mạn và ý nghĩa như thế này, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng lên để cúi chào, ra mắt cũng như thay lời cảm ơn tới quan viên hai họ. Toàn thể quý vị khách mời đang không phải là người xa xa xôi cùng trở về đây để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân ca nghệ tĩnh rất hay, và đặc biệt đã nhận được hai cành hoa tươi thắm đến từ những tranh thái siêu đề của họ nhà gái, đúng không ạ? Hai chàng trai của họ nhà gái à, đâu chàng trai luôn ạ. Vâng, mãi bên nhau bạn nhá. Vâng, thưa quý vị, chào mừng quý vị. Đúng là ta đời không hát thì đời vô nghĩa, sống không lời ca đời có nghĩa gì đâu. Lời ca thì hát hôm nay để mừng về được đâu, sống này không hết kèo đó con, nó này hết kèo đó con. Cho câu chuyện tình yêu của chú rể Đình Tây và cô dâu Mộc Vượng. Ngay lúc này, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón món quà âm nhạc đến từ gia đình họ nhà gái. Và xin để trân trọng giới thiệu và kính mời món quà âm nhạc đến từ chị Lê Nhân. Trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cắp kèo này. Hôm nay là ngày vui của